Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì shop chị Hồng Loan vào này trưa rồi cả nhà, gần 12 giờ trưa rồi. Thì có khách hàng đến ủng hộ chị Hồng Loan vẫn đều nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là chiếc xe bưu điện sẽ giao hàng cho quý cô chú anh chị trong thời gian sớm nhất ha. Sẽ giao đi tỉnh ha cả nhà, tất cả các tỉnh thành. Đây là cô nè, cô đã mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan nè. Hôm nay chị Hồng Loan đi ra phim trường để quay MV mới của chú anh chị. Hồi tối á, thì chị Hồng Loan được anh Hai Vũ Luân với lại anh Sang chị Ni dắt đi tìm những cái áo, những cái series mới để quay những cái MV hay cả nhà ha. Đây là chiếc xe bưu điện ha. Cô chú anh chị mình có đặt hàng mấy hôm trước á, thì cả nhà mình cứ yên tâm chờ đợi trong vài ngày tới thôi, thì hàng sẽ được chuyển đến tay quý cô chú anh chị trong thời gian sớm nhất ha cả nhà ha. Đang hỗ trợ ha, hỗ trợ anh đem ra những cái thùng hàng ha cả nhà. Đây là những cái thùng hàng mà cô chú anh chị mình đặt mấy ngày trước á, rất là nhiều ha. Hiện tại thì được ship ở phía bên Bàn Thờ, kế bên Bàn Thờ của Bắc Nam ha cả nhà. Rất là nhiều thùng hàng, cũng to không mà cô chú anh chị. Thùng nào thì cũng có những cái tem dán và những cái băng keo dán hàng dễ vỡ nhẹ tay để cho mấy anh đi giao hàng á, ảnh lưu ý nhẹ tay và chuyển đến khán giả thì không có bị bể ha. Ví dụ như trong thùng hàng này em thấy có khán giả đã có review cả nhà, là ví dụ như trong thùng hàng to như vậy nhưng mà thường là nó sẽ bị không có đầy ha, thì bên shop chị Hồng Loan sẽ chủ động chèn những cái thùng cạc tông hoặc là những cái gọi là cái ni lông chống sốc đến vào bên trong để cho không có bị lắc, không có bị lắc ha cả nhà. Phía bên kia thì chú Chánh nè cả nhà, chú Chánh đang hỗ trợ anh Phương nữa cả, anh Phương đang hỗ trợ, chú Chánh cũng hỗ trợ và anh Khoa cũng đang hỗ trợ. Thời tiết thì trời đang rất là nắng ha, rất là nhiều cả nhà, cái này chắc phải trên 100 cục quá, trên 100 thùng hả cả nhà. To không ạ. Chuyển hàng ra đây thì anh bưu điện anh có cái máy quét mã code để nhận dạng thùng hàng, nhận dạng cái mã code, mã quét ha cả nhà. Đây là cái đơn hàng không đồng nè. Ở đây em thấy có một đơn hàng không đồng, là có nghĩa là chuyển tiền trước cho cô chú anh chị. Chợ Vinh ha, cô chú anh chị nào ở Chợ Vinh thì chuẩn bị nha, chuẩn bị nhận hàng nha. Ở Tiểu Cần, Tiểu Cần thị trấn Tiểu Cần Chợ Vinh nha cô chú anh chị. Em đang thấy một thông tin nhỏ nhỏ thôi, không có đọc hết thông tin ha, nhưng mà đừng quay thông tin, mình chỉ nói vậy thôi. Cô chú anh chị ở thị trấn Tiểu Cần Chợ Vinh đang chuẩn bị đơn hàng nha, chuẩn bị nhận đơn hàng. Rất là nhiều ở cả nhà, 63 tỉnh thành nè quý cô chú anh chị và các bạn. Mệt luôn á, chú Chánh đem ra thì vất vả luôn cả nhà, rất là nhiều ha. Thùng lớn có, thùng nhỏ có ha. Vĩnh Long nữa cả nhà, em thấy đơn hàng của Vĩnh Long nha, đơn hàng tỉnh Vĩnh Long. Tất cả các tỉnh thành, các cô chú anh chị đặt hàng trong vài hôm trước đó thì sẽ có hàng lên cả nhà. Gạch giá Kiên Giang luôn cô chú anh chị ơi, Chánh đây nè, Hà Nội luôn hả? Có Hà Nội luôn cả nhà ơi. Hải Phòng có luôn hả? Thông báo cho bà con cô bác ai biết ở đó anh ta mừng, ta chuẩn bị có hàng rồi.
Cao Bằng luôn hả? Đó. Nói chung là hàng nhiều quá, anh bốc cũng mau mình cũng đọc hết rồi. Đúng rồi. Còn phía bên trong là chị Thảo á cả nhà. Ăn cơm chưa chú Chánh? Ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm nữa hả? Mà giờ chú Chánh làm, chú Chánh không có ăn cơm nữa ta. Gì hả? Lo đóng đơn hàng hả chú? Rồi hôm qua con quay clip đó đó, vợ chú thấy chưa? Ai biết đâu hả? À, chú Chánh đang đứng ở đây nghe cô ơi, chú Chánh không có đi chơi nghe cô, cứ yên tâm nha. Ngày nào mà cô mà xem video tụi con mà không thấy chú Chánh là biết chú Chánh trốn việc đi rồi đó nha. Mà bữa nay chú Chánh có làm, cô chú cô cứ yên tâm nha. Hàng rất là nhiều của chú anh chị, coi em quay đây gần cả 10 phút luôn đó. Hàng rất là nhiều. Wow, Quảng Nam nữa kìa, bà con Quảng Nam nha, Dĩ An Bình Dương nha, Dĩ An Bình Dương Quảng Nam luôn của chú anh chị. Dĩ An Bình Dương này shop em ở luôn. Đó, cô chú anh chị ơi, đây là chiếc xe ha. À, thường thì chiếc xe này á, là sẽ giao hàng trong nước hay cả nhà, giao hàng 63 tỉnh thành ở trong nước. Còn chiếc xe mà đỏ đỏ đó cô chú anh chị, có chữ ANS là chiếc xe đó, chiếc xe đó là sẽ đi hàng nước ngoài cô chú. À, xe này thì đi hàng trong nước đó. Chị Hồng Loan thì hiện tại thì đang đi đóng một cái MV, đi làm một cái MV hả cả nhà? Hà Nội rất là nhiều hả? Shop chị Hồng Loan thì vẫn mở cửa bán bình thường hả cả nhà? Em xin đọc lại số điện thoại của shop chị Hồng Loan nha, 0819581987 hả cả nhà. Và số ngân hàng là 1958 và thêm 5 con số 9 ở phía sau. Chỉ có một số tài khoản ngân hàng duy nhất của chú anh chị mình, nhớ số đó nha. Khi mua mà những mặt hàng mà gọi là muốn chuyển tiền trước hoặc không đồng đó, thì cô chú anh chị mình hãy lưu ý số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cho nó đúng chính xác, tránh tình trạng kẻ gian lợi dụng lấy tiền của mình ăn cả nhà ha. Rồi có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.